Nay vải ông trong đấy được ít nào? Ừ. Đấy, cắt hết rồi, còn ít vải thanh hà được cái gì? Năm nay nhí hoa đẹp như thế, bật lộc. Nó muộn thời tiết rồi, nó bật lộc hết. Năm nay lại mất mùa lặng rồi. Năm nay anh nào có ai kiến này? Mà hôm nay chỗ nào có là ngon này. Hôm nay ông nào có thì lại giá ngất trời luôn. Được ít phải nhà nào có thì u hồng cũng được từng nhà đâu, không phải nhà nào cũng được đâu. Mà đói này không mẹ, năm nay còn đói hơn năm ngoái. Đói tha tịnh. Năm nay dân đói hơn năm ngoái. Ừ, khó khăn, nặng mây rồi. Khó khăn. Biết bao giờ nó mới hết cái thời kinh tế này. Cứ thế này, cứ chả. Nhà ông Hoàng biết hôm nào đào móng không biết. Tuần 6.